Cái cây này mang tên là cây nắng, nó là một cảm bầu trời tuổi thơ của em. Cái cây nắng này ấy, thì nó có tác dụng rất là tốt, đã được nghiên cứu trong điều trị bệnh gan. Nhưng mà tên khoa học của nó thì mọi người có thể tìm hiểu. Vì quê em mình gọi là cây nắng, không biết là nơi khác họ người ta sẽ gọi như thế nào. Thì cái cây này em nghĩ là dễ nhận biết thôi. Lá nó như thế này, nó khá là to này, thô ráp này, có lông nhưng nó không ngứa như cái lá han đâu nhá. Đó. Thế thì quả nó đây bắt đầu mùa hoa, nó là mùa xuân này. Sau đó mùa hè nó sẽ ra những cái quả mà bọng nước, ăn nó hơi nhầy nhầy, mà nói mọi người thông cảm là cảm giác hơi như nhầy mũi đấy ạ. Và cái bộ phận sử dụng nó em thường sử dụng trong thang thuốc gan ấy, rất là hiệu quả luôn, đặc biệt là mát gan, hạ men gan cực nhanh. Đó chính là sử dụng cái thân của nó, cứ chặt cành như thế này. Cây này hiện tại mọc cũng không còn nhiều đâu, cái cây này lại nó cũng mọc tự nhiên thôi. Và ở trong vườn nhà em rất là may mắn là có mọc một cây như thế này. Còn ngày trước em phải đi đồi lấy, có những cây nó khoảng 2 người ôm cơ đó, nhưng bây giờ mọi người chặt hết để trồng rừng, trồng keo rồi. Đây, và cây này tương lai nó sẽ rất là to, em đang nuôi để cho nó to và nó sẽ mọc như thế này. Và cái hàm lượng sử dụng mọi người cứ lấy thân càng già càng tốt nhé. Đó, thân những cành già như thế này mọi người băm ra phơi khô, cứ lấy khoảng 20 gram khô này, sắc với 500 ml nước đun sôi và uống hàng ngày thôi. Đó, nếu mà tốt hơn mọi người thì kết hợp với cây chỉ thiên này hay là một số cái dược liệu khác dễ mua thì có thể sử dụng đun uống hàng ngày. Đó, điều trị về hạ men gan, sơ gan hay là viêm gan, làm mát gan thải độc rất hay. Mong mọi người theo dõi và chia sẻ.